Xin chào các bạn nha, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi Roblox nha. Thì đầu tiên tự game mình xin ghé đến là chiến trường pháp sư. Nghe đến tên cũng hay, nghe đến tên này nó cũng hay hay. Mình sẽ chơi nhưng mà chỉ một cái combo Goyo luôn nha các bạn. Đây là combo Goyo nha các bạn. Mình sẽ chỉ các bạn nha. Đầu tiên là các bạn đá, rồi quánh đối thủ ba phát, rồi đao flam. Anh em dùng thứ hai rồi sẽ lại dùng đao flam tiếp, rồi sau đó lại dùng chiêu thứ nhất, nó dùng chiêu bão lửa. Rồi sau đó khi mà nó đang đây thì anh em quánh cho mạnh vô, sau đó dùng chiêu hai là anh em thắng. Hình như mình bị rắc đó mà. Ok, mình sẽ bạn em combo đó là mày dùng chiêu thứ nhất rồi đâm sao, sau đó các bạn dùng chiêu hai rồi sau đó các bạn bỏ lửa. Mình cày cho đến khi mà mình đủ luôn nha các bạn. Chơi mà chơi em nói chung là cày nên chắc khá là khó mà. Ok bạn, mình chơi đủ rồi, mình chơi sẽ Suka Yoiki Tenkai Muryo Kushu. Ok, hai kiến cái này mà không biết gì luôn. Thì sẽ chơi mình sẽ chơi cái chiến trường mình nhất kia rồi các bạn của mình nha các bạn. Mệt lắm luôn, chán luôn các bạn. Nó phải không thêm vợ của các bạn mình nè. Mình máy mình hình như bị lắc rồi các bạn. Rồi máy mình mới vô lại nè bạn. Ok, mình sẽ chơi gì không dữ vậy,
đứng bạn mình nó cứ quánh mình em đó. Không biết em cứ đang trong server của nó rồi. Giờ mình sẽ chơi nó một pin nha. Say thì bu lên bố mày á. Ta chưa ra đâu. Ok các bạn, hồi nãy mình không có bị gì nha các bạn, hồi nãy em hơi kỳ rồi. Ok, chút một chút nha các bạn. À, khá, mình sẽ coi thử cái của anh Minh Mama này, khá là hài. Tình trạng lock fruit hiện tại kiểu. Như vậy em ạ. Bon, bon. Đây các bạn. Bù tạ lơ, mà tạ lơ. In spoils optag to this. Tình trạng lock fruit hiện tại kiểu. Ok, thì mình không biết chơi gì đó nên là sẽ chơi block food. À, mà ngày hôm nay gì mình phải cố cày lên 300 đi. Mình đang khá là muốn lên 300 á bạn. Nhưng mà phải lên 300 đi, mình khá là không muốn. Không muốn ở đây, em không muốn là muốn ứng ở cái đầu ở đúng không? Thank you.
ở mình cũng mới mình cũng biết lý do tại sao mà mình không biết em ở nhà ở, nhưng mà mình khá là lười coi á, khá là lười ở lười tìm nó lắm, nên là mình ít khi khi coi cái tình trạng nó lúc đó mà ở tình trạng lại vô vào lớp Việt Nam à, mình em chỉ vui thôi các bạn, chơi vui vẻ. Con nữa mang tên hai đi pha ke 2078 nha các bạn. Lôi cùng được khá là cho mình sẽ đi nghỉ ngơi một chút bằng cách là xăng mấy đứa nấp thôi. Ôi mình đây nè các bạn ơi, 6.000 đô để mình coi thử. Bây giờ mình đang ở top lúc mình ở đang ở top 3 á bạn, chơi đi chơi bằng tốc độ ánh sáng tới à. Cái xương nghe thì nó có được nó đã được vài nhưng mà mình không có đủ tiền để mình mua á. Mình khá là buồn. Màu trắng mình đánh giá là chiếc thằng chân. Đánh cho chiếc thằng Thank you.
dealer nè, mình coi thử 300 ngàn đi chứ. Em có cái gì? Ai nữa? Giờ mình muốn... Mà sao mình khó là... chán rồi mà bảo đến ra. Chân chán thấy mượn mini nhóc mẹ mà đối thủ rồi nữa. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Mình chúc các bạn một ngày thú vị.